Trời ơi, rừng kìa. Wow. Xe lùi nữa, thành ra thấy rừng nó quỷ. Ê, hình như có cái chòi ở dưới không ta? Anh Hí ơi! Anh Hí hả? Đang đi tìm bãi câu. Bây giờ tại vì anh em câu đài nên phải kiếm một cái bãi nào nó lài lài rồi tổ chức cắm trại lại qua đêm luôn. Rồi, hai anh em là mới vừa tới bãi. Bây giờ anh kia anh quay lại anh đón thêm đồ đạc với thêm hai anh em nữa. Ok các bạn. Đó, thì hôm nay thì cảm giác lần đầu tiên mà đi tới được cái khu vực này các bạn, mình đã coi trên YouTube rất là nhiều rồi, rất là thích cái chỗ này ha. Hôm nay là cũng có một cái cơ hội để anh em tụ tập với nhau để mà tới đây. Đây các bạn. Ở đây ở bìa rừng rất là khó, rất là hiếm hoi để mà kiếm được một cái bãi trống như vậy các bạn. Thì xung quanh đây các bạn thấy là vách thẳng đứng không, thấy không? Vách toàn là thẳng đứng không à. Riêng cái chỗ này thì anh ở đây anh làm cá ở đây anh biết á. À, nó có lài lài đó. Thì ở đây mình có thể chơi câu máy, câu giăng được. Chơi câu máy rồi chơi câu đài được các bạn. Hôm nay thì anh em đi không có xuồng đó mọi người, tại vì anh có một chiếc xuồng dư và anh bị hư rồi đó, nên mình không có thuê xuồng được. Thì bây giờ anh em sẽ chọn cái chỗ này nó trống á, để cho mình vừa câu tay được, vừa mình vừa câu cắm được, kiếm một số cá chạch này kia luôn ha. Tại cái bờ này lại len lỏi đi được để kiếm số cá chạch luôn để dùng bữa tối. Tới đây thì có cái liều về, nó có một cái chòi cũ nè ha. Còn vậy nè, anh em sẽ tận dụng, tại vì cái cột này nó cũng còn cứng đó mọi người. Giăng võng lên trên đây thôi à. Thì nó cũng đỡ rất là nhiều công sức. Sau một tiếng thì anh em mình dựng được cái chòi này ha. Bây giờ thì cái công việc tiếp theo là lo cái bữa ăn. Cao. Dính cao nè. Chưa từng câu cá nha các bạn, chưa từng đi vô trong câu cá bao giờ luôn. Để tổ đãi mọi người. Bây giờ gấp quá rồi cần đồ ăn mà bây giờ không ai dám đảm nhiệm nữa là phải để anh Nam. Cái động này khi nào mà nếu có cá lớn thì thả nó ra. Giờ cái bắp tạm thì tại tối này không còn gì ăn các bạn. Ăn mì gói thì nó không có sức. Được 10 cái lưỡi ngâm. Yeah.
trên bờ mình tưởng tượng mình thấy nó dễ dàng, nhưng mà má mình vô nó không phải như vậy, tại vì đi toàn trên ngọn cây không á, chân đạp 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 toàn trên ngọn cây không vậy, cứ muốn bỏ nó cắm nó xuống đáy cũng khó nữa. Anh bà đã lên cá nha, bóc cá nha. Rồi, ok. Cơm đàng hoàng nha, tôm tép em đó. Dưa đàng hoàng. Trời ơi. Nhìn chén ớt hiểm tha mà. Cơm khác đàng hoàng luôn. Trời ơi, nhìn thịt không dám cắn luôn á. Bén quá. Mời anh em nhá. Ok. Mời gia đình mình ăn cơm ha. Thì dắt mọi người vô trong đây thì để săn bắt hái lượm, nhưng mà bây giờ ăn cơm thịt heo đỡ đi. Có thể là hy vọng là trận chiến tối hôm nay, ngày mai mình sẽ có một cái bữa sáng gọi là ra vẻ hơn. Xin phép hôm nay có mấy anh em tụi con, năm anh em tụi con thì họ ở phương xa tới đây chơi ha, không có làm phiền gì hết. Thì mời mọi người dùng một chén cơm với tụi con luôn cho nó vui ha. Con chơi ngày mai tụi con về. Nếu có gì mạo phạm thì thông cảm đi. Đồ đạc không có, mấy đứa tụi nó trần trụ nó tắm rồi cũng thông cảm đi. Mình lớn không ạ? Tắm mà đi kiếm lớn chỗ thơm không á? Này có lá rừng mấy em mới lại đỡ nghẹ vô nữa nữa. Cũng dồi luôn. Lá lá nghẹ. Ủa, sớm giờ mới câu được cá nhỏ đây các bạn. Anh Tài, anh móc, anh quăng ra ngoài ha. Ở đây không có cá mồi, thấy thì dễ nhưng mà câu cá mồi kiếm không ra. Lâu buổi tối xong rồi bây giờ tới lâu buổi sáng rồi các bạn. Bây giờ có buổi sáng ngày mai có đồ ăn hay không là nhờ con cá này. Xém tuột lưỡi mày. Ủa, cái lưỡi tao nhỏ quá xíu à, trời ơi có xíu à. hay là kéo nó, kéo mạnh quá nó bung ra ta. Phải đâu, hơi lên vô hả? Ừ. Không đâu, đâu thấy đâu, ai đâu, tôi quay tưởng dưới không thể xiết cái giật gì. Tối là ngon rồi đó. Mà hơi bị dướng chút xíu à. Cái này không. Cái mỏ nó con này. Dài lắm rồi. Mà cá cũng được luôn.
chung ra nãy giờ chưa chịu lên nghỉ nữa, vẫn còn hy vọng. Còn phía bên đây thì nãy giờ anh em tính tại nãy ăn cơm no rồi á, nên không làm con cá nữa, để khuya cái đói thì tính, hoặc là để sáng mai. Bây giờ cũng chuẩn bị ngủ rồi, nhưng mà trời hầm quá không ngủ được. Thì ở chỗ không biết sao ở đây, chỗ này rất là cao ha. Chỗ này là thuộc Lâm Đồng các bạn, Lâm Đồng mà sao không biết thời tiết sao mà nó nóng cái sợ rồi đấy. Quá nóng luôn, nóng mà mũi không bay ra ngoài nổi luôn á. Giờ chưa thấy con mũi nào các bạn. Bây giờ chắc khoảng 6 giờ mấy các bạn. Thì chắc cũng gần khoảng chừng 20 năm rồi á, mới có một ngày là anh em không có sử dụng điện thoại. Giờ mới 6 giờ mấy đã anh em lên giường hết rồi. Bởi vì thấy cái nỗi khổ ở rừng. Bây giờ không có buồn ngủ đâu các bạn, phải ráng ngủ cho nó qua cái cơn đói. Sợ nằm có 2 tiếng thôi các bạn, nằm có 2 tiếng nhưng mà thực sự là không ngủ được các bạn. Buồn mồm quá. Bây giờ nãy đi không dám đem rượu nhiều, em có chai uống nửa chai rồi, giờ còn nửa chai đó, bây giờ em nấu cháo cá, nấu cháo có lăng rồi người thì luộc chuối này kia, uống hết nửa chai rồi rượu luôn chứ bây giờ là không ngủ được. Trời cũng rất là nóng á. Trồng để đây hy vọng là sau cái mùa mưa này nó sẽ phát triển tốt, rồi mấy anh em mà đi câu cá sao ghé vô đây cần thì dùng. Tới thời điểm này là anh em mình ở được 24 tiếng ha, gần 24 tiếng ở trong rừng rồi, không internet, không sóng điện thoại, chẳng xa được cái điện thoại. Bắt đầu thời gian mình nó dài vô cùng luôn, ngày 24 tiếng nó dài cực kỳ luôn. Giờ thì anh Nam đang chuẩn bị một cái nồi mì cho anh em ăn sáng. Bao giờ mình ăn mấy cỡ rồi? Cá còn quá khỏe luôn. Rồi, thành quả một con. Rồi, bây giờ anh em dọn dẹp lên tới trên bờ hết rồi. Từ cái chỗ đậu xe này các bạn đi xuống cái đó khoảng chừng có chừng 40 mét thôi ha. Đó, cái đường xe máy mình phải chuyển đồ xuống khoảng 40 mét. Rồi cái đường vô đây. Ở đây thì nó hơi xa xíu nhưng mà đường vô thủy điện á là xe cũng rộng. Đường cũng rộng á, anh em vô thoải mái. Rồi bây giờ thì anh em xin kết thúc chuyến hành trình tại đây ha. Hôm nay thì nó hơi bị chật tí xíu, nói chung là anh em đi trải nghiệm là nhiều thôi. Tại vì nó có bị bể chặn một tí xíu tại vì không có thuyền các bạn. Tại vì cứ nghĩ là trên đây là có nhiều thuyền để thuê để đi câu á, để câu máy, câu tay được, nhưng mà thật sự thì trên không có thuyền. Anh em làm cá thì người ta cũng bận thuyền của họ phải sử dụng nữa, nên chỉ thuê thuyền đưa tới cái nơi mà mình muốn thôi. Hình thức câu đài trên đây là không có khả quan các bạn.